Chỉnh sửa, bạn đã sắp hoàn thành đến bước cuối cùng, tạo kịch bản, tạo phân cảnh, lập kế hoạch, ánh sáng và quay video của bạn. Và giờ là lúc chỉnh sửa video. Đa phần mọi người nghĩ rằng chỉnh sửa là một quá trình phức tạp và đau đớn. Và điều này có phần đúng khi bạn đặt trái tim và tâm hồn vào việc quay video. Bạn sẽ muốn đảm bảo rằng bạn cũng quan trọng việc chỉnh sửa. Nhưng đừng lo lắng nếu bạn đã hiểu rõ về cơ bản của chỉnh sửa. Điều đó sẽ giúp bạn bắt đầu được ngay. Vì vậy trong video này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn 8 phương pháp cách chỉnh sửa cơ bản và hướng dẫn bạn cách bắt đầu áp dụng chúng vào video của bạn ngay từ hôm nay. Hãy bắt đầu nào. Phương pháp số 1 là cắt tiêu chuẩn. Phương pháp này rất đơn giản, một phân cảnh, kết thúc và phân cảnh kế tiếp bắt đầu. Đó là tất cả những gì bạn cần. Hãy mở trình chỉnh sửa của chúng ta để tôi có thể chỉ cho bạn. Tôi đang sử dụng InVideo. Đây là một công cụ chỉnh sửa video miễn phí rất dễ sử dụng, ngay cả khi bạn mới bắt đầu với chỉnh sửa video. Đây là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký miễn phí và mở một dự án trống. Tôi sẽ kéo thả đoạn video đầu tiên vào khu vực làm việc để thêm vào dự án. Khi sử dụng các tiêu chuẩn, hãy chắc chắn cắt bỏ bất kỳ phần thừa nào của đoạn video mà bạn không cần và sau đó thêm một phần cảnh trống. Sau đó, làm lại điều tương tự, cắt bỏ bất kỳ đoạn video dư thừa nào. Và giờ, hai đoạn video này sẽ được phát liên tiếp nhau. Đó là cách chuẩn của bạn. Đây sẽ là phương pháp mặc định của bạn. Khi bạn tạo một bộ phim hoặc video cho thương hiệu của bạn, hoặc bất kỳ loại video nào bạn đang tạo. Phương pháp thứ hai là cắt nhảy. Cắt nhảy là khi bạn chuyển từ một video sang đoạn video khác mà máy quay không di chuyển, hoặc nếu di chuyển thì chỉ là một chuyển động rất nhỏ. Một trong những cách sử dụng yêu thích của tôi cho cắt nhảy là một trình tự như này. Như bạn có thể thấy, mục đích chính thường là để thể hiện thời gian trôi qua. Bạn tạo cắt nhảy bằng cách sử dụng một đoạn quay dài, máy quay không di chuyển hoặc chỉ di chuyển rất ít. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một số đoạn quay ngắn khác từ trình tự dài đó. Vì vậy, kéo đoạn video của bạn vào khu vực làm việc, điều chỉnh đoạn cần thiết, sau đó thêm phần cắt nhỏ tiếp theo và bạn có thể thêm nhiều phần cắt nhỏ cần thiết. Đó là cách bạn tạo cắt nhảy. Bạn có thể tận hưởng việc sáng tạo với cắt nhảy nếu bạn đang tạo video cho thương hiệu hoặc doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể tạo một trình tự như tôi đã chỉ cho bạn, một khách hàng mở các sản phẩm khác nhau hoặc một điều gì đó tương tự. Bạn có thể sử dụng cắt nhảy để tạo hiệu ứng hài hước. Hãy phát video và xem bạn có thể tạo ra điều gì thú vị. Trước khi chúng ta tiếp tục với phương pháp tiếp theo, nếu bạn mới đến kênh này và cảm thấy giá trị từ video này, chúng tôi rất mong bạn đăng ký và like video để chúng tôi có thể tiếp tục mang đến cho bạn nhiều video hơn như thế này. Bây giờ chúng ta tiếp tục với phương pháp số 3, đó là cắt trùng khớp. Cắt trùng khớp đúng như tên gọi. Bạn kết thúc đoạn quay đầu tiên bằng một đối tượng, một người hoặc một hành động, sau đó bắt đầu đoạn quay tiếp theo với một đối tượng, một người hoặc hành động trông giống với đối tượng cuối cùng của đoạn quay trước đó. Đây là một cách cắt mà bạn phải lên kế hoạch trước khi bắt đầu chỉnh sửa. Nhưng một khi bạn đã có hai đoạn quay, việc ghép chúng lại rất đơn giản. Bạn chỉ cần cắt bỏ phần cuối để tìm khung hình phù hợp nhất và sau đó làm tương tự với phần đầu của đoạn quay tiếp theo. Như vậy bạn đã tạo được sự liên tục trong video của mình. Ví dụ nếu bạn tạo ra một video quảng cáo cho doanh nghiệp và bạn đang trưng bày một số sản phẩm khác nhau mà không liên quan đến nhau, cắt trùng khớp là một cách tuyệt vời để tạo sự liên kết và chuyển đổi từ sản phẩm này sang sản phẩm khác. Phương pháp thứ tư là cắt trên hành động. Một lần nữa, tên gọi đã nói lên tất cả. Nếu bạn có một hành động nổi bật trong đoạn quay như một cú đá hoặc ai đó nhặt một vật, bạn muốn cắt ngay khi hành động đó xảy ra. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn có hai góc quay khác nhau của cùng một cảnh. Cắt đoạn quay đầu tiên ngay giữa hành động, sau đó cắt đoạn quay thứ hai để nó bắt đầu ngay giữa hành động. Điều này sẽ tạo ra một sự liên tục mượt mà hơn nếu bạn chờ đến khi hành động kết thúc rồi mới cắt tiếp. Đây là một cách tuyệt vời để tạo sự liên tục trong video của bạn, dù bạn đang tạo video loại nào đi nữa. Phương pháp thứ năm là cắt chèn. Cắt chèn đơn giản là khi bạn cắt gần hơn vào một phần của khung hình. Ví dụ bạn có một đoạn quay rộng về một nhân vật cầm một vật phẩm, sau đó bạn cắt vào một đoạn quay gần hơn về vật phẩm đó. Đây là một cách tuyệt vời để hiển thị chi tiết hơn và thu hút sự chú ý vào một điều quan trọng. Bạn chỉ cần chỉnh sửa như chúng ta đã làm trước đó, lấy đoạn quay rộng và sau đó chỉnh sửa đoạn quay gần hơn vào vật phẩm. Nếu bạn không có đoạn quay gần hơn, bạn có thể thu phóng hình ảnh trong quá trình chỉnh sửa. Đây là một chiến lược tuyệt vời nếu bạn tạo video để quảng bá doanh nghiệp của mình, hiển thị người dùng sử dụng sản phẩm của bạn và sau đó có nhiều đoạn quay gần hơn để chi tiết hơn và cắt vào từng phần. Phương pháp thứ 6 là một đoạn phim tập hợp. Trong 3 cách cắt cuối cùng trong danh sách, chúng ta sẽ xem xét một phương pháp phức tạp hơn một chút nhưng vẫn khá đơn giản. Một đoạn phim tập hợp là một phần cơ bản. Thông thường, một đoạn phim tập hợp là một chuỗi các đoạn quay được đặt trong một bản nhạc, thường là một câu chuyện nhỏ, đôi khi nằm trong bối cảnh của một câu chuyện lớn hơn như một bộ phim. Thường thì nó thể hiện sự trôi qua của thời gian, hoặc thường thì nó sẽ cho thấy một nhân vật đang làm việc với mục tiêu như đào tạo thể thao. Nhưng bạn cũng có thể có một đoạn phim tập hợp
chỉ là một vài đoạn quay về một thành phố chẳng hạn. Đây cũng là một phương pháp tuyệt vời để sử dụng cho thương hiệu của bạn. Nếu bạn mới có một bộ sưu tập mới của sản phẩm, hãy có những đoạn quay đẹp về sản phẩm của bạn và sau đó tải chúng lên vào video. Bạn có thể tìm bài hát miễn phí để sử dụng trên InVideo bằng cách vào tab có ghi Music và sau đó bạn có thể thêm các đoạn quay của mình theo cách chúng ta đã làm. Và nếu bạn muốn, bạn cũng có thể cắt đoạn quay để điều chỉnh thứ 7, gọi là cảnh quay ngược. Đây là một phương pháp cắt được sử dụng rất nhiều trong phim ảnh. Khi hai nhân vật đang trò chuyện, bạn sẽ bắt đầu với một cảnh quay của một nhân vật nhìn vào nhân vật khác, sau đó chuyển đến cảnh quay của nhân vật thứ hai. Khi họ nói chuyện, bạn sẽ cắt xen kẽ giữa cảnh quay của hai nhân vật. Đôi khi bạn có thể chọn sử dụng cảnh quay từ phía sau vai để thấy cả hai nhân vật. Đây là một phương pháp đơn giản và hiệu quả, tương đương sử dụng trong phim ảnh, nhưng bạn cũng có thể áp dụng cho video thương hiệu của bạn. Bạn có thể tạo một video trong đó hai người đang ngồi trò chuyện về sản phẩm của bạn và sử dụng phương pháp này để cắt giữa cảnh quay của họ. Cuối cùng, phương pháp thứ 8 là nhìn vật thể phản ứng. Đây là một trình tự ba cảnh và rất giống với cảnh quay ngược. Bạn bắt đầu bằng một cảnh quay của một người, đó là một cảnh quay khá gần mặt của họ, sau đó chuyển đến vật thể mà họ đang nhìn vào. Một mẹo nhỏ để làm cho trình tự này mượt mà hơn là khi họ nhìn thấy vật gì đó mới, hãy yêu cầu họ quay đầu để rõ ràng họ đang nhìn thấy một thứ gì đó mới. Sau đó, cắt đến cảnh quay của vật thể mà họ nhìn thấy. Sau đó, quay lại cảnh quay gần mặt của họ khi họ phản ứng. Có thể là họ cười, hoặc có thể chỉ là biểu cảm ngạc nhiên hoặc bất kỳ cảm xúc nào khác. Để tạo ra trình tự này, bạn chỉ cần một cảnh quay của người và bạn có thể ghi hình họ nhìn và phản ứng trong cùng một cảnh quay. Sau đó lấy một cảnh quay từ góc nhìn của họ và tải lên các cảnh quay của bạn. Kéo cảnh quay đầu tiên của bạn vào khung làm việc và cắt nó ngay sau khi họ nhìn. Sau đó thêm vật thể và sau đó thêm cảnh quay đầu tiên của bạn một lần nữa, nhưng lần này chỉ cắt bớt phần đầu để chỉ hiển thị phản ứng. Đó là cách bạn tạo ra trình tự nhìn vật thể phản ứng. Mặc dù nó thường được sử dụng trong phim ảnh, bạn cũng có thể áp dụng nó vào video thương hiệu của bạn. Ví dụ, bạn có thể tạo một video trong đó một người phản ứng với sản phẩm mới của bạn. Bây giờ, bạn đã biết những phương pháp cắt cơ bản này, bạn đã tiến gần hơn để tạo ra những video tốt hơn mà không cần nỗ lực quá nhiều. Nhưng tôi còn một mẹo nữa để làm mọi thứ dễ dàng hơn, và đó là làm chủ các chuyển đổi. Nếu bạn muốn học cách làm chủ các chuyển đổi, hãy chắc chắn xem video này. Trong đó chúng tôi sẽ giới thiệu 5 chuyển đổi đơn giản mà có thể đưa video của bạn lên một tầm cao mới. Tôi là Teresa đến từ InVideo và tôi sẽ gặp lại bạn. Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm tạo video tại trang web invideo.design.